Hai em bé nhà mình hết sạch sổ mũi trong vòng 3 ngày, chỉ nhờ cái lá này thôi. Đó chính là lá bàng các chị đã biết chưa? Nếu chưa biết thì đi theo mình nào. Đầu tiên ta tìm cây bàng, sau đó ta hái lấy 10 đến 15 lá không non quá và không già quá, hay còn gọi là lá bánh tẻ. Các mẹ nhớ lưu ý điều này nhé. Sau khi hái xong thì mang về nhà. Các mẹ nhớ rửa sạch rồi lá cắt bỏ cuống cho vào xay. Cách làm mình có ghim ở trên màn hình, các mẹ có thể tham khảo nha. Làm theo cách này thì hỗ trợ được nhiều vấn đề lắm. Mình nhớ là lúc mang bầu cũng bị ho rồi là cảm sổ mũi. Mình cũng dùng để súc miệng rồi là nhỏ mũi hàng ngày. Thế mà cũng hết, đến lúc làm cho con dùng tính mình thì cũng cẩn thận. Hỏi rất là kỹ và tham khảo rất nhiều người mới cho con dùng. Mỗi lần sổ mũi, viêm họng rồi là cả viêm tai giữa, chỉ có nhỏ nước lá bằng này. Thế mà cũng hết. Hai em bé nhà mình thì chưa được 3 tuổi đâu. Mỗi lần dùng thì mình sẽ pha với nước tỷ lệ 1:1. Mình có mua lọ nước muối sinh lý về. Đổ đi cho nước lá bàng vào đấy. Lúc nào dùng thì nhớ làm ấm lên các mẹ nhé. Nhỏ vào mỗi bên mũi 5 đến 10 giọt. 5 phút sau lại làm lại lần 2, 10 phút sau làm lần 3. Ngày làm 4 đến 6 lần. Con mà bị viêm mũi, viêm họng mình đều làm như vậy 3 đến 5 hôm là hết. Các mẹ hãy làm ngay cho con nhé. Kết quả như thế nào thì comment dưới video cho mình vui nhé. Chúc các mẹ thành công.